Rồi, xin chào mọi người, giờ mình trên đường đi ra biển đây. Có rất nhiều người đang đi lễ chùa xong rồi họ đi ra biển đây. Rồi đây gió thổi lạnh à. Đông đúng không? Hai cái kẹt đường, kẹt xe hết rồi. Ồ, đấy, xích lô Nhật Bản đang chạy đây. Từ lúc cái ga Kamakura sẽ giới thiệu này nè, à, nó chạy vòng theo dọc bờ biển luôn nè. Xin lỗi. Chỗ này là không phải là bãi tắm, bãi tham quan thôi nha. Bãi tắm là có bãi đàng hoàng, có chỗ thay đồ, phòng tắm đàng hoàng này nọ. Tết rồi, đem lên đây cái dụng cụ đánh cá chài này nè. Trời này nè, thôi khỏi đi, không ai dám bước xuống tắm đâu. À, cái đầu bờ biển khúc bên kia cũng có bãi tắm nè. Khu này để tham quan đi chơi thôi.
giờ chiều là 2:30 là nước đang dâng lên. Nước đang dâng lên nè. Trên kia kìa, đang chơi trên kia, nên giờ mình đi bộ xuống dưới. Mùa hè thì trên cái phòng trống đây nè là thành phố cho phép mở quán bia đồ ăn uống nhậu nhẹt này nọ, chỉ được thành phố biển này đây chỗ này nè họ được mở được 3 tháng thôi. Cuối tháng 8 mà coi như là chấm dứt rồi, trời nó qua thu nó bắt đầu lạnh xuống rồi, cho nên đây mùa hè nước biển là cũng 17-18 độ chứ không có cao đâu. Tiếp sau. Rồi, bye bye nha.